Sở chỉ huy của tướng Zaluzny đã bị phá hủy tại Kiev. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, người ta cho rằng những cuộc tấn công dồn dập của Ukraine vào trước và sau thềm năm mới đang nói lên một điều. Đó là Tổng thống Zelensky không còn che giấu được sự bất lực nữa. Nhưng điều tệ hơn là những vụ đáp trả của Nga đã làm Kiev rơi vào hỗn loạn. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết không có hầm trú ẩn, Ukraine rơi vào hỗn loạn. Trong những ngày gần đây, tiếng còi báo động gầm rú kêu vang khắp thủ đô Kiev. Theo sau những tiếng còi báo động là những tiếng nổ mạnh vang lên trên hầu hết các khu vực ở Ukraine. Một lần nữa, người dân Ukraine rất phẫn nộ vì không có đủ nơi trú ẩn ở các thành phố. Theo các kênh điện tín, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu quân sự ở Kiev và Kharkov. Cuộc tấn công bất ngờ với cường độ cao đã khiến lực lượng phòng không Ukraina trở tay không kịp. Và kết quả là hàng loạt những tòa nhà dân cư và cơ sở quan trọng của Ukraina đã bị phá hủy nghiêm trọng. Theo Bộ năng lượng Ukraina, gần 260.000 cư dân Kyiv đã mất điện do các trạm biến áp bị hư hại. Người dân Ukraina đã nói rằng: "Chúng tôi không biết tại sao lực lượng phòng không Ukraina lại bắn hạ những chiếc tên lửa bay qua các tòa nhà dân cư. Chúng sẽ bay qua những nhà kho không có người và tại sao không để chúng bay? Phải chăng đây là một phần cho việc chứng minh cho phương Tây thấy rằng lực lượng Ukraine cũng đang rất nỗ lực để ngăn chặn hiệu quả những tên lửa trong cuộc tấn công của Nga. Nhiều người dân cũng cho biết rằng Kiev đang ở trong tình trạng gần như hỗn loạn, Coi báo động liên tục vang lên, nhưng những người trong thành phố lại không có đủ nơi để trú ẩn. Mikhail, một người dân Kiev cho biết rằng cảnh báo không kích thì liên tục vang lên, nhưng chúng tôi không có nơi nào để ẩn náu. Tất cả các hầm tránh bom đều đóng cửa hoặc đã đầy kín người. Hoàn cảnh lúc này giống như địa ngục vậy. Người dân Ukraine đã bắt đầu than vãn. Họ cho biết rằng, không biết rồi, chúng tôi sẽ đi về đâu. Năm mới này là một năm tồi tệ nhất đối với chúng tôi. Trong bối cảnh đó, lực lượng an ninh Kiev đã dầm rộ tổ chức các cuộc khám xét quy mô lớn với cư dân thủ đô và ban hành lệnh triệu tập trên đường phố. Nhiều nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Zelensky đã cho biết rằng các trạm kiểm soát ở Kiev đã được thiết lập để thử nghiệm lệnh triệu tập điện tử trong năm 2024 và điều này sẽ được áp dụng trên khắp Ukraine trong một tương lai không xa. Phải chăng, để có thể huy động một cách nhanh gọn tân bình, thì chính quyền Kiev đang thực hiện một cách liều lĩnh và cực đoan như vậy. Sở chỉ huy ngầm của tướng Zaluzny ở Kiev đã bị phá hủy Một nguồn tin cho biết rằng, cuộc tấn công của lực lượng Nga đã phá hủy sở chỉ huy của tướng Zaluzny ở Kiev. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa được công bố chi tiết từ cả hai bên. Lưu ý rằng, Cuộc không kích của Nga vào Kyiv đã phá hủy một số hệ thống phòng không của Ukraina. Thêm vào đó, một trong những sườn sản xuất UAV lớn nhất của Ukraina ở Kyiv cũng đã bị hư hại nghiêm trọng. Ngoài ra thì một đoạn video đã ghi lại cảnh tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga đã tấn công một mục tiêu không xác định ở Kyiv. Đoạn video chỉ dài 5 giây đã ghi lại cảnh tên lửa đánh trúng một mục tiêu. Trong video, chúng ta có thể thấy tên lửa lao xuống từ bầu trời và phát nổ. Tuy nhiên, hiện thì chưa rõ mục tiêu nào đã bị đánh trúng. Trước đó, vào ngày mùng 2 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về một cuộc tấn công tập thể nhằm vào các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Ukraine ở thủ đô Kiev và các vùng ngoại ô. Zelensky che giấu sự bất lực bằng cách tấn công điên cuồng Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đã thực hiện liên tiếp các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là vào đêm giao thừa đón năm mới Ukraine đã bắn bòn trùm vào Begorod và đến đêm 1 tháng 1 thì đã tấn công vào khu vực Donetsk. Ngay sau đó, Tổng thống Putin và Bộ Quốc phòng Nga đã cam kết rằng các cuộc tấn công khủng bố của Ukraina sẽ phải trả giá đắt. Ông tuyên bố đành thép rằng Nga sẽ đáp trả trước hành động điên rồ của Tổng thống Zelensky. Trước thềm năm mới, vào ngày 30 tháng 12, quân đội Ukraina đã pháo kích dữ dội vào Begorod bằng một lượng lớn bom trùm. Thống đốc khu vực Vyacheslav Glavkov đã cho biết rằng tính đến tối thứ hai vừa qua, thì số người chết sau cuộc tấn công đã lên tới 25 người. Vào ngày 1 tháng 1, cuộc tấn công vào Donetsk đã làm rung chuyển vùng trung tâm thành phố. Đặc biệt, khách sạn Donbass Palace đã bốc cháy dữ dội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi những kẻ tấn công là những con thú khủng bố. Ngay sau đó, bà cũng đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ tấn công mang tính khủng bố này. Bà cho rằng chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine có thể đã được hình thành. Với sự hỗ trợ của các quốc gia phương Tây, bởi những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào dân thường ngày càng gia tăng, bất kể đó là dịp giáng sinh hay năm mới. Bà Maria Zakharova cũng nói thêm rằng, các cơ quan thực thi pháp luật của Nga đã nhanh chóng điều tra tội ác này và những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ việc này trên lãnh thổ của nước Nga bằng các hình phạt hà khắc. Lý giải nguyên nhân quân đội Ukraine tấn công Begorov và Donetsk vào ngày đầu năm mới, các chuyên gia cho rằng văn phòng tổng thống Zelensky đã chuyển từ những cuộc tấn công thông thường sang chiến thuật khủng bố. Và để đối phó với những cuộc tấn công như vậy, thì Nga cần tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các mục tiêu quân sự của đối phương, từ đó làm giảm khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Chính trị gia Larissa Scheller đã cho biết rằng các cuộc tấn công khủng bố của quân đội Ukraine ở Donetsk và Begorod là phản ứng của Tổng thống Zelensky trước một chuỗi thất bại quân sự trên chiến trường. Chuyên gia này tin rằng vụ khủng bố mà chính phủ ukraine gây ra trong những ngày này là nhằm mục đích nâng cao tinh thần của quân đội ukraine vốn đang trong tình trạng chán nản và thất vọng đồng thời đó cũng là để cảnh báo và đe dọa người dân nga đây được xem là một hành vi cực kỳ xấu xa nhưng văn phòng của tổng thống zelensky không có phương án nào khác bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào của ukraine đều có chung một mục đích đó là làm gián đoạn và đánh lạc hướng những vấn đề gây tiêu cực cho dân chúng và nội bộ của chính quyền kiev trước những hành động đó của đối phương thì quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả vào Kharkov và Kiev. Nhưng điều quan trọng là chính phủ Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tiêu chính của họ là các cơ sở quân sự và công nghiệp. Chuyên gia Schiller khẳng định rằng văn phòng của Tổng thống Zelensky đang thể hiện bằng tất cả sức mạnh của mình để làm cho cuộc xung đột trở nên leo thang. Và nếu như Ukraine có ý định hành xử như vậy, thì chắc chắn Nga sẽ buộc phải đáp trả. Nhưng điều này phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc của Nga. Và một cách nhất quán, quân đội Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp và quân sự của đối phương. Bên cạnh đó, phóng viên quân sự người Nga Alexander Slavkov trên kênh Telegram của mình đã thảo luận về những lý do tại sao quân đội Ukraine tăng cường đặt cược vào cuộc đọ súng tên lửa vào các khu vực của Nga. Nhà báo Slavkov nêu ra một số lý do nhằm nỗ lực ngăn chặn tấn công của quân đội Nga và muốn chứng minh tiềm năng để lấy lại niềm tin của phương Tây. Và cũng có thể đó là nỗ lực trả đũa cuộc tấn công của Nga vào khách sạn ở Kharkov nhưng mà trên hết, nó thể hiện sự bất lực, đó là muốn phá hoại đối phương bằng mọi giá. Phóng viên quân sự đã kết luận rằng, nếu việc gia tăng cường độ chiến tranh là một mệnh lệnh từ phương Tây dành cho quân đội Ukraine, thì tôi thấy ý nghĩa của mệnh lệnh này chỉ ở một điều, đó là bôi máu của người Ukraine vào Kiev trước khi người Anh rời khỏi Ukraine. Nga đã tấn công đáp trả vào Kiev Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công ở thủ đô Ukraine bình luận người Ba Lan Miboska Krzysztof Podgurski đã cho biết rằng, trong khi quân đội Nga tấn công cơ sở hạ tầng quân sự tiên tiến của Kiev, thì NATO cũng đã không giúp được gì. Theo chuyên gia này, những khí tài tân tiến của NATO đã bất lực trước tên lửa Kinjo. Tên lửa siêu thanh của lực lượng Nga đã xuyên thủng lá chắn phòng không, cùng với đó là tên lửa hành trình và các UAV đã tấn công vào các nhà máy và những địa điểm bí mật sản xuất những thiết bị có giá trị nhất của Ukraine ông bokuski lưu ý rằng các chuyên gia từ trung tâm điều hành thông tin của ukraine đã cố gắng đánh lừa công chúng bằng cách tuyên bố rằng đã đánh chặn được tất cả những tên lửa của nga trong khi đó bất chấp sự tập trung của các hệ thống phòng không với công nghệ hàng đầu của nato thì các phương tiện không kích của nga đã tấn công các mục tiêu một cách rất hiệu quả điều này đã được chứng minh bằng những hình ảnh và video về những cơ sở hạ tầng công nghiệp và quốc phòng của ukraine sau khi bị lực lượng nga tấn công đã được đăng tải trên internet trong bối cảnh nhiều cơ sở công nghiệp và quốc phòng bị hư hỏng nặng, cũng như những vũ khí đắt tiền từ các nước NATO bị phá hủy. Thì vào ngày 2 tháng 1, Ukraine đã tiến hành trang bị hệ thống cảnh báo không kích ở toàn thủ đô Kiev và 12 khu vực khác trên khắp đất nước. Mặc dù vậy, thì ngay sau đó, thủ đô Kiev vẫn chìm trong màn sương khói lửa vì những cuộc không kích dữ dội từ lực lượng Nga. Và dường như đây cũng là kết quả có thể đoán trước được khi mà những cuộc tấn công Begorov và Donetsk đã xảy ra vào đúng dịp lễ năm mới. Còn tại một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ba Lan Jaroslaw Sikorsky vào ngày 3 tháng 1 đã kêu gọi các đồng minh phương Tây hãy cung cấp thêm tên lửa tầm xa cho Kiev để đáp trả cuộc tấn công dữ dội mới nhất của Nga vào Ukraine. Theo ông này, chính quyền Kiev cần vũ khí tốt hơn để có thể tấn công các mục tiêu không chỉ ở bán đảo Crimea mà còn là trên toàn bộ lãnh thổ của Liên bang Nga. Đồng thời, ông nói rằng bằng cách thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế thì Nga sẽ không có cơ hội để chế tạo những vũ khí mới. Sau các cuộc không kích những ngày gần đây, thì Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Ukraine và Nga thực hiện các biện pháp bảo vệ thường dân và tuân thủ luật pháp quốc tế. Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết rằng, cuộc chiến đang leo thang đến mức đáng lo ngại. Hàng chục thường dân đã bị thiệt mạng ở cả Ukraine và Nga. Luật nhân đạo quốc tế cấm các cuộc tấn công và tấn công không chọn lọc vào các đối tượng dân sự. Và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.